tôi ra ngoài đông lụa chứa thẻ cho các bạn chấm cách thu hoạch lụa của những người nông dân ở với tôi các bạn. Bơ nhưng mà dốc quá. Rất chi là nguy hiểm. Đây là chú Việt. Tôi các bạn, tôi hôm nay thu hoạch lúa mà được giờ là không có mấy gặt, hôm nay bắt đầu mới có mấy gặt. Tôi chia sẻ cho các bạn xem hôm nay ở quê tôi gặt lúa, thu hoạch lúa. Ở quê tôi là mấy năm trước kia là gặt bằng tay, nhưng mà giờ đã có máy cải tiến. Tôi cũng chia sẻ đến các bạn để các bạn xem. Đấy là niềm vui của ở quê tôi. Hôm nay là có máy gặt lúa. Người dân thu hoạch lụa cũng rất vất vả các bạn. Bạn nào vào xem thì nhớ lại về cảnh đồng quê của mình. Bạn nào ở thành phố để chia sẻ vào để xem cảnh thu hoạch lụa của
mẹ ba mẹ ở nhà rất chi là vất vả. Đây là hai mẹ con đang còn khánh lụa lên xe kéo. Được vậy sao Thúy? Một chút rơi. Mày ta. Bọn đi vô mà người tụng lấy bọn tụng không lấy lại đầu đi chữ bọn chữ đó nên là không phải là ở trà gọi là bóng cỏ con bóng nhọn mà để tụng cái gì chứ. Đấy là ba hải. Lọ bên ít được mua. Lọ được mua. Đấy là những ba mẹ Việt Nam anh hùng. Ở nhà lâm lúa. Một thành quả của năm một vụ mua. Đây là những bóng lúa. Lúa này luôn lái à? Bộ nó gắt sợ con là bộ trong mái bộ quán đỏ bộ mái được quá rồi. Thôi. Cửa ra mãi sao? Bé nè. Vá rồng này chứ vá sao? Nó mới mấy châu cậy vẫn hơn thầy cậy thì đờ đi từ đờ cuốn đờ sống mà để bóng to chắc hạt hơn ta đây chắc cạn nữa gạch vậy ta là đất gọi là ruộng bực tháng cho nên ruộng mình đá nó xa tại nên cho nặng nên gọi là hình rụng nhiều hơn.
là thành quả một bộ tặng tâm lúa. Quay luôn đi đó.